Xin chào anh em đã quay trở lại với Viện Nghệ Minh. Tháng 9 hàng năm là tháng đánh dấu sự khởi đầu của một mùa cuối năm sôi động cho anh em game thủ. Và năm nay cũng thế, hàng loạt những tựa game hot cho hệ máy Nintendo Switch đang lần lượt chờ lên kệ trong tháng 9 này. Ngoài những cái tên vang bóng thiên hạ như là EA Sports FC 24, Mortal Kombat thì còn những tựa game nào khác đáng để mong chờ? Cùng mình điểm qua trong video này nhé. Nào, cùng bắt đầu thôi. Tựa game bóng rổ nổi tiếng nhất với phiên bản mới nhất 2K24 sẽ lên kệ Switch vào ngày 8 tháng 9 này, mang đến những cập nhật mới cho các fan bóng rổ toàn thế giới. Mọi thứ đã được 2K Games làm rất tốt qua chừng ấy năm, mô phỏng toàn diện những trận đấu bóng rổ kịch tính trên những hệ máy chơi game. Nay với công nghệ Roleplay mới, mang đến cuộc cách mạng về hình ảnh vào trong một tựa game NBA. Công nghệ này giúp cho những hiệu ứng chuyển động thực tế của các cầu thủ trở nên chân thực hơn, mang đậm nét cá nhân của họ. Một tính năng nổi bật khác là Mamba Moments, tưởng nhớ đến cố cầu thủ Kobe Bryant. Người chơi có thể tái hiện những màn trình diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp vĩ đại của Kobe. My dear friend, I seem to have found myself in the most enchanting of places. Một tựa game nông trại thư giãn giúp cho anh em tìm về chốn bình yên giữa cuộc sống bộn bề. Fair Farm sẽ lên kệ Switch vào ngày 8 tháng 9. Trong game, bạn có thể chế tạo, trồng trọt và trang trí để phát triển ngôi nhà chung của mình. Sau đó sử dụng phép thuật để khám phá hòn đảo Azoria đầy mê hoặc. Bạn cũng có thể tạo nên những mối quan hệ mới với cư dân, khám phá phép thuật và bước vào hành trình xuyên qua những vương quốc bí ẩn. Và khi mùa màng thay đổi, các bạn sẽ sử dụng tất cả những gì đã học và khám phá cùng nhau để khôi phục lại thế giới xung quanh mình. Game cũng hỗ trợ chế độ chơi online co-op đến 4 người cùng nhau khám phá thế giới diệu kỳ của Fair Farm. That brings me to Azoria's best kept secret. There's real magic here. Fae magic that you must see to believe. Who knows what secrets are waiting just beyond our realm? Of course, every adventure has its dangers, but we'll face those together. That's why I'm writing to you. If you ever feel that longing for something more, know that it's waiting for you here. And so am I. Hope to see you soon. Drop 'em. Dodge 'em. Kaboom! 13 tháng 9 này, các fan Nintendo Switch sẽ chào đón phần thứ 2 của tựa game đặt bom huyền thoại Super Bomberman R. Dựa trên những cơ chế chơi đặt bom đã quá quen thuộc nhưng cũng không kém phần gay cấn, game còn mang đến nhiều cơ chế chơi mới lạ cho game thủ khám phá như là Castle. Trong đó, người chơi sẽ chia thành phe Attack và phe Castle để chiến đấu giành kho báu. Ngoài ra, tính năng Stage Editor cũng đã được thêm vào game, cho phép người chơi tạo ra màn chơi của riêng mình và chia sẻ chúng online với người chơi trên toàn cầu. R2 has more content than ever. Explode, scream, it's a bomb party. Super Bomberman R2. あなた 気に入られたみたい。精霊が降りてきて。 Phiên bản HD Remaster của dòng game JRPG nổi tiếng Battle Kaitos với phần 1
và 2 sẽ sớm lên kệ Switch vào ngày 14 tháng 9 này, chào đón nhiều thế hệ game thủ muốn ôn lại kỷ niệm xưa với Kalash trong chuyến hành trình tìm hiểu cái chết bí ẩn của ông nội mình và vướng phải nhiều nguy hiểm khác trong cuộc chiến giữa các ác thần và con người. Trong dịp remaster lần này, đồ họa của game cũng được nâng cấp hơn so với phiên bản gốc năm 2003. Nhiều tính năng mới cũng được bổ sung nhằm tăng tính trải nghiệm. Trong khi đó, cơ chế chiến đấu thẻ bài Magnus vẫn là một điểm hấp dẫn của game. が欲しかった。強くなりたかったんだ。俺には精霊の力が。どうしてもお前が必要だったんだよ。だけどそれもこれまでだ。 It is time. Time to wake up. Một trong những tựa game đối kháng được mong chờ nhất năm nay đó chính là Mortal Kombat 1. Không phải là Mortal Kombat 12, mà phần 1 lần này đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ cho dòng game đối kháng lâu đời của nhà Warner Bros. Mortal Kombat 1 vẫn giữ lối đánh bạo lực đậm Mortal Kombat 1 vẫn giữ lối đánh bạo lực đậm máu vốn có của series với những pha kết liễu không thể phấn khích và quả dị hơn. Ngoài ra, thông qua các trailer, nhà sản xuất còn công bố dàn nhân vật cameo sẽ hỗ trợ cho người chơi trong các trận đấu. Các đoạn giới thiệu đầu game cũng sẽ mang đến cái nhìn về lai lịch nhân vật cũng như là nội dung cốt truyện trong Mortal Kombat 1. Tuy nhiên, để đặt chân được lên Nintendo Switch thì phần game đang được đặt nhiều nghi vấn liệu rằng gameplay có chơi mượt hơn phần trước hay không, dung lượng lưu trữ có được tối ưu hơn hay không. Cùng chờ đón game ra mắt vào ngày 19 tháng 9 tới đây nhé. There is always something worth fighting for. You have chosen to defy peace. Then you have chosen war with a god. Water, earth, fire. Được chuyển thể từ series phim hoạt hình nổi tiếng cùng tên Avatar The Last Airbender với phần mới Quest for Balance đưa người chơi du hành qua 4 quốc gia rộng lớn với nhiều hiểm nguy và thử thách nhằm thiết lập lại trật tự thế giới. Bạn và những người bạn đồng hành phải làm chủ các nguyên tố, trải qua nhiều màn giải đố từ dễ đến khó và hòa mình vào những trận chiến khó quên của An và những người bạn. Game sẽ phát hành trên Nintendo Switch vào ngày 22 tháng 9. Harvest Moon The Wise of Entos là phần mới nhất trong series game mô phỏng nông trại kết hợp phiêu lưu hành động. Harvest Moon được yêu thích và sẽ ra mắt vào ngày 26 của tháng 9 này. Game sẽ bao gồm các nhân vật được yêu thích trong các phần chơi trước như là Harvest Prize và Harvest Goddess, đi kèm với những tính năng quen thuộc như là trồng trọt và chăm sóc động vật,
nấu ăn, chế biến ra nhiều món ngon từ nông sản và đồng thời cũng đưa người chơi theo những lối đi mới khi khám phá một thế giới mới. Sau phần My Time at Portia, loạt game nông trại thế giới mở đưa người chơi đến với vùng đất mới, Sandrock. Liệu bạn có đủ khả năng xây dựng một thị trấn trong mơ ngay giữa sa mạc cằn cỗi của thời kỳ hậu tận thế hay không? Người chơi sẽ phải tham gia vào mọi hoạt động tương tự như các game nông trại khác, bao gồm là khai thác, xây dựng, trồng trọt, trang trí nhà ở. Không chỉ vậy, bạn còn cần phải chiến đấu với những kẻ địch xuất hiện trong ngục tối. Vì vậy, ngoài yếu tố nông trại, game còn pha trộn nhiều thể loại khác như là phiêu lưu và nhập vai. Và chuyến du hành của bạn đến Sandrock sẽ bắt đầu vào ngày 26 tháng 9 đấy. First created this world. The gods of dragons, darklings and humans convened and came to an agreement. Tên thì nhìn dài dòng vậy thôi, chứ nếu anh em đã từng có tuổi thơ với dấu ấn rồng thiên thì chính nó đây anh em ạ. Được tạo ra bởi ông lớn Square Enix, chuyên trị các dòng game nhập vai Infinity Strass, Dragon Quest The Adventure of Dai, nổi bật với gameplay hành động nhanh, cốt truyện phong phú, cung gian nhân vật bước ra từ phiên bản anime hoạt hình và truyện tranh vô cùng đặc sắc. Hệ thống hầm ngục đa dạng liên tục thay đổi trong mỗi lượt chơi, tạo nên tính độc đáo và mới mẻ cho game. Và càng đi sâu vào ngục tối, phần thưởng mà bạn nhận được càng giá trị. Game sẽ phát hành trên Switch cùng nhiều nền tảng khác vào ngày 28 tháng 9. Fate Samurai Remnant được thiết lập để trở thành một phần mở rộng của vũ trụ Fate hiện tại.
Trò chơi lấy bối cảnh ở Nhật Bản thời phong kiến và tập trung vào nhân vật chính Miyamoto Aori, vừa chiến đấu như là một master, vừa là một servant, và người chơi có thể chuyển hệ qua lại dễ dàng trong mỗi trận chiến. Trong mỗi thị trấn mà bạn đi qua đều có những hoạt động giúp tăng kỹ năng nhân vật cũng như là những NPC sẽ giúp ích cho bạn khá nhiều sau này nếu xây dựng mối quan hệ bền chặt với họ. Ngày 29 tháng 9 sẽ là ngày phát hành chính thức của game. ドロテアよ。お前の夢は決して成就しない。君のあり方は君自身が決める。我は我こそは二天一流宮本伊織なり。 Tựa game bóng đá được mong chờ nhất, EA Sports FC 24 sẽ lên kệ Switch vào ngày 29 tháng 9, sẽ không khiến các fan thất vọng khi cải tiến toàn diện cho hệ máy của nhà Nintendo. Ngoài chất lượng đồ họa được tăng đáng kể, thì nhiều tính năng mới vốn chỉ có trên các hệ máy console của PlayStation hay Xbox, thì nay cũng có trên Switch như là HyperMotion V, PlayStyle, v.v. giúp tăng thêm tính chân thực trong game. Toàn bộ những điểm mới trong game mình đã có nói chi tiết ở trong video này rồi. Mời anh em xem lại tại đường link đang hiện ở phải màn hình nhé. Và đấy, tháng 9 với ngập tràn những tựa game hấp dẫn đủ mọi thể loại đang chờ đón anh em hệ Switch đúng không nào? Anh em đang đón chờ tựa game nào nhất? Hãy bình luận bên dưới cho mình biết với nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới trên Học viện Gaming. Bye bye!